Ngày 9 tháng 4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cứu trợ tỉnh Hòa Bình đã tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ đồng bào thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn. Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ. 8 cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ bao gồm hàng hóa, tiền mặt với tổng trị giá là trên 230 triệu đồng cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cứu trợ tỉnh Hòa Bình. Đây là nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp nhà hảo tâm trên địa bàn đã phát huy tinh thần đoàn kết đồng lòng quyên góp ủng hộ trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Với phần quà và nguồn tiền tiếp nhận, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cứu trợ tỉnh Hòa Bình sẽ quản lý và hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích, nhất là trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Hòa Bình cũng như hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn gây ra.